Hôm nay công ty phụ tùng ô tô nhập Mỹ nhập khẩu về Việt Nam bộ bình ắc quy cho dòng xe Cadillac phiên bản Cadillac Escalade. Bộ bình ắc quy là sản phẩm chính hãng với công suất là 80 A. Bộ bình ắc quy được sản xuất tại Mỹ theo tiêu chuẩn của chính hãng. Bình ắc quy được sản xuất từ đầu năm 2023 và là đắt mới nhất. Quý khách hàng có nhu cầu về các sản phẩm phụ tùng cho các dòng xe nhập Mỹ cũng như các dòng xe nhập châu Âu, vui lòng liên lạc công ty phụ tùng ô tô nhập Mỹ chúng tôi để được tư vấn về giá cả cũng như các giải pháp về phụ tùng với giá cả và chất lượng tốt nhất.